Chấn động vụ nữ người mẫu 28 tuổi Trung Quốc bị giết. Nóng nhất mạng xã hội Hồng Kông Trung Quốc lúc này là tin tức về án mạng của Abby Choi, Thái Thiên Phượng, nữ người mẫu 28 tuổi, đồng thời là phu nhân hào môn, vợ của Thái tử Giang tập đoàn Đàm Tử. Theo nguồn tin quốc tế, Abby Choi bị sát hại dã man, hung thủ đã phân xác của nạn nhân thành nhiều mảnh và giấu trong tủ lạnh. Cụ thể, cảnh sát đã tìm thấy Abby Choi trong một ngôi nhà do bố chồng cũ cô thuê. Khi cảnh sát ập vào, hiện trường rất đơn sơ, chỉ có một chiếc ghế dài và một chiếc bàn. Tường và cửa sổ đều được che bằng vải bạt. Đáng chú ý là xác của cô thì bị chặt nhỏ, các bộ phận thi thể rải rác trong tủ lạnh. Xung quanh đó còn có dao, máy thái, cưa máy, áo mưa, tấm che mặt, găng tay cùng chiếc túi xách màu tím của Abby Choi. Lần cuối cùng Abby Choi xuất hiện là vào 14:15 trưa ngày 21 tháng 2 khi cô cùng anh trai của chồng cũ trên đường đón con. Một ngày sau khi không liên lạc được với nữ người mẫu, người thân đã gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc tìm kiếm người mất tích. Hiện tại, chồng cũ của Abby Choi đang bị truy nã. 3 thành viên trong gia đình nghi phạm gồm bố mẹ, anh trai thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Các nhà chức trách tình nghi án mạng xảy ra bắt nguồn từ việc tranh chấp tiền bạc giữa nữ người mẫu và gia đình của chồng cũ.